Sao tóc của con rụng hết rồi? Dạ, tại trong khi con bu hết rất nhiều nên tóc nó rụng ạ. Tóc nó rụng à? Con khóc à? Sao lại khóc rồi? Sao con lại khóc thế? Sao con lại khóc? Con nói chú Trọng nghe xem nào. Dạ. Vì con sợ không có tiền để chữa bệnh cho con. Con sợ ba mẹ không có tiền chữa bệnh cho con à? Bây giờ con cảm thấy ở trong người như thế nào? Có dạ. Đau, có mệt hay là như thế nào? Con nói chú nghe xem nào. Dạ có. Đau với mệt đúng không? Năm nay con bao nhiêu tuổi? Năm nay con 9 tuổi. Con học đang học lớp mấy? Con học lớp 4. Lớp 4? Dạ. Bây giờ con còn đi học không? Dạ con. Con nghỉ rồi à? Dạ. Con nghỉ được mấy tháng rồi? Con nghỉ được 4 tháng rồi. 4 tháng rồi? Dạ. Trời ơi. Thế là con bị cái bệnh này là tổng cộng là được mấy tháng rồi? Dạ, 4 tháng. 4 tháng? Dạ. Bây giờ cả nhà xem cả chân cả tay của bé này cả nhà. Con dựng cái chân này lên cho chú Trọng xem được không? Con nhấc cái chân này lên. Bỏ hai tay ra đằng trước cho chú. Trời ơi cả nhà xem nhìn bé này. Như là kiểu là còn cái bộ xương không luôn đấy cả nhà. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trọng đây. Thì ngày hôm nay là Trọng đang trên đường đi đến thăm một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Thì hôm qua là Trọng có nhận được một lời cầu cứu của gia đình này. Thì gia đình này là có địa chỉ ở xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Hôm qua là gia đình có gọi cho Trọng và nhờ Trọng với cả các khán giả bên kênh của Trọng cứu cho một cái đứa bé 9 tuổi. Thì gia đình là người dân tộc thiểu số, nhưng mà cái đứa bé 9 tuổi này á, là mang trong mình những cái căn bệnh phải nói là rất là đáng thương luôn. Thì có ba cái căn bệnh quan trọng. Thứ nhất là bé bị ung thư. Bé thứ hai là bé bị khối u ở đại tràng. Thứ ba là bé bị nhiễm trùng máu. Thì gia đình là có cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Ba mẹ thì làm nương làm rẫy, thành ra là đã nhiều lần đưa bé đi lên trên bệnh viện để chữa trị rồi, nhưng mà bé chưa có khỏi. Và gia đình là cũng đã vay mượn tiền ở rất là nhiều nơi rồi để đưa bé đi chữa bệnh. Còn tới thời điểm hiện tại là bây giờ là đã vượt ngoài cái khả năng chữa trị của gia đình. Ngày hôm qua thì gia đình này có gọi cho Trọng thì họ khóc rất là nhiều luôn. Họ nói là bây giờ là chỉ mong sao là con của họ là được khỏi bệnh. Thì Trọng nghe cái câu chuyện họ chia sẻ thì cũng rất là đặc biệt, nên là ngày hôm nay thì Trọng có đi lên trên này Trọng thăm. Thì Trọng nói sơ qua thì chắc là khán giả sẽ không hình dung ra được là hoàn cảnh khó khăn như thế nào và đặc biệt như thế nào. Thì bây giờ là Trọng sẽ chạy lên vô trong nhà của họ rồi Trọng nói chuyện, Trọng chia sẻ lên. Thì mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này để biết được hoàn cảnh này nó như thế nào nhá. Thì mời tất cả tiếp tục xem video. Bây giờ là Trọng đã đi tới nhà của hoàn cảnh này rồi nhá cả nhà. Thì đây, Trọng quay cho tất cả khán giả xem. Thì nãy giờ là Trọng có đi vô trong làng, Trọng hỏi một số người dân thì họ có chỉ cho Trọng. Thì cái ngôi nhà tôn màu xanh xanh phía đằng xa kia là cái ngôi nhà của hoàn cảnh này nhé cả nhà. Bây giờ là Trọng sẽ lên Trọng thăm luôn. Ở đây người dân họ có phơi cà phê rất là nhiều luôn này cả nhà. Thì để anh em Trọng đi vào. Cà phê khô. Đây cả nhà, thì Trọng nhìn phía từ xa thì Trọng thấy cô đang ngồi. Đây, đúng cái nhà này đúng không Kiệt? Ừ. Để Trọng vào Trọng nói chuyện nhá. Mời cả nhà cùng xem cái video này với Trọng nhá. Vâng, con chào cô nhá. Dạ. Vâng. Cho con gái cái này nhá cô nhá. Con đang quay phim. Dạ. Cô tên gì vậy? Cá phiểu. Cá phiểu à? Ừ.
con gái của cô tên Phượng đúng không? Phượng. À, ừ. Hôm qua cô với cả con của cô là gọi cho cháu. À, thế là hôm qua là cô gọi cho cháu có việc gì đấy cô? Có để cháu trồng để giúp cân bình của cháu của cô. Cháu thấy nặng bình nặng này. Tại vì tiền quá nhiều luôn, không nói tiền, tiền một lần bao nhiêu cũng không nói tiền. Cháu ngoại à? Cháu ngoại. Mà bị bệnh gì đây? Bị bệnh ung thư, với lại hạch trong cái bằng quang á. Bị bệnh ung thư. Ừ, ừ. À, cháu đó bao nhiêu tuổi cô? 9 tuổi. 9 tuổi? Ừ, 9 tuổi. Gia đình mình là người đồng bào Cờ Ho à cô? Cờ Ho, đi đồng bào Cờ Ho. Cô hay xem video của cháu à? Có. Sao sao biết cháu mà ngày hôm qua gọi cho cháu? À, tại vì mẹ cháu này nói là gọi cho trọng để giúp đỡ tiền bạc thuốc men để lấy thuốc ở thành phố, nếu mà không có tiền thì không ở được. Đang đến có phải là để cho bé đi chữa bệnh đúng không? Là bé bị ung thư gì nhỉ? Ung thư hạch bằng quang á, nói chung là vân vân đều cái nào cũng bị hết gì cả. Hôm qua bà nói là ung thư hạch bằng quang rồi nhiễm trùng máu. Nhiễm trùng máu trong người có cái khối u. Trong người có khối u. Hôm qua lúc mà cháu nói chuyện video là cô quay phim cho cháu đó là bé gầy bị là sao mà gầy thế? Gầy tại vì kiểu cái khối u này nó ăn từ từ ăn dần nó gầy. Đây là nhà của cô à hay nhà của ai? Nhà của con gái. Con gái. Là cái chị Phượng hôm qua đúng không? Thế nhà của cô là nhà nào? Đây nhà. Cái tại nhà vì ở phía bên trên đúng không? Tại vì tuổi già rồi, sức yếu rồi, không nuôi chăm sóc nữa cho chúng. Trước kia cũng nhiều chăm sóc cho con rồi. Đây là già tuổi là không có sức làm này để cho giúp mấy đứa cháu này nữa. Là mình không có khả năng nữa nên là gọi cho cháu đúng không? Giúp nữa, tại vì ông già cũng già rồi. Mẹ thì cũng già rồi. Cứ lúc mà nó khóc thì mẹ cũng muốn khóc chung. Nó khóc không có tiền chữa trị bệnh nó này. Nó nhớ con này. Ý của cô là những lúc mà bé này bị bệnh nhưng mà là chị không có tiền để chữa trị, chỉ nó khóc rồi cô khóc theo đúng không? Khóc theo. Đi mượn chú kia ít, chú nó ít mượn tiền cà phê mẹ cho 26 cũng không đủ cho nữa. Nữa là nguyên là mẹ mượn cho nó là gần 60-70 triệu. Mà trả cả cô nó ra có 4 tạ 5 tạ. Cô nói chuyện mà cô rưng rưng nước mắt với cả nhà. Có 4 tạ 5 tạ thôi mà sao trả nổi. Nó khóc. Cô khóc à? Sao lại khóc mình, đi? Tại vì mai mốt xuống nữa không có tiền đi thành phố này mới khổ. Không có khả năng, không có tiền chữa bệnh cho cháu của mình đúng không? Ba mẹ bé hôm nay có nhà không cô? Mà đi làm giấy chuyển tuyến rồi để giấy năm mới. Giấy cũ thì người ta không hưởng nữa, không làm nữa nè. Giấy tờ bệnh viện à? Giấy tờ bệnh viện đi làm ở dưới Bảo Lộc chuyển tuyến á. Bố của bé có nhà không? Đi làm này, đi làm mướn làm thuê. Ngày nào đi làm thì có việc gì làm việc nơi. Có người ta kêu đi vác thì đi vác, có người ta đi phát cỏ thì đi phát cỏ. Cứ đi như vậy. Cô nói chuyện cùng với Trọng rồi cô khóc này cả nhà. Chắc cô thương cháu của cô. Đâu cháu của cô có nhà không? Cô dắt cháu vào cho xem ơi, cho thăm. Cái con nhà. Cháu này là tên gì cô? Cà Dông. Bao nhiêu tuổi cô? 9 tuổi. 9 tuổi. Cô bé ngồi được không? Cô đỡ bé ngồi dậy hồi cháu gửi bà bia. 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 Bé rụng hết tóc nè. Con tên gì? Con tên Cà Dông. Cà Dông à? Cho chú gài cái này, chú nói chuyện với con một tí nhá. Mơ ạ. Con bao nhiêu tuổi? Dạ con 9 tuổi. 9 tuổi à? Dạ. Con bị bệnh gì vậy? Con bị khối u bằng quang ạ. Khối u bằng quang? Dạ. Sao tóc của con rụng hết rồi? Dạ, tại trong khi con bù hết rất nhiều nên tóc nó rụng ạ. Tóc nó rụng à? Con khóc à? Sao lại khóc rồi? Sao con lại khóc thế? Không biết nào.
yên chú. Đâu, đâu, bà ngồi cùng bé bà. Bà ngồi đi để cháu nói chuyện một tí. Để cháu tắt cái quạt này đi, nó đỡ ồn. Bé tên gì nhỉ cô nhỉ? Dòng à? Sao con lại khóc vậy Dòng? Sao con lại khóc? Con nói chú Trọng nghe xem nào. Bé con sợ không có tiền để chữa bệnh cho con. Con sợ ba mẹ không có tiền chữa bệnh cho con à? Bây giờ con cảm thấy ở trong người như thế nào? Có đau, có mệt hay là như thế nào? Con nói chú nghe xem nào. Dạ có. Đau với mệt đúng không? Năm nay con bao nhiêu tuổi? Năm nay con 9 tuổi. Con học, đang học lớp mấy? Con học lớp 4. Lớp 4? Dạ. Bây giờ con còn đi học không? Dạ con. Con nghỉ rồi à? Dạ. Con nghỉ được mấy tháng rồi? Con nghỉ được 4 tháng rồi. 4 tháng rồi? Dạ. Trời ơi. Thế là con bị cái bệnh này là tổng cộng là được mấy tháng rồi? Dạ, 4 tháng. 4 tháng? Dạ. Bây giờ cả nhà xem cả chân cả tay của bé này cả nhà. Con dựng cái chân này lên cho chú Trọng xem được không? Con nhấc cái chân này lên. Bỏ hai tay ra đằng trước cho chú. Trời ơi, cả nhà xem nhìn bé này. Như là kiểu là còn cái bộ xương không luôn đó cả nhà. Con có ăn uống được không? Dạ, ăn được ạ. Thế là trước giờ là mẹ có đưa con đi khám bệnh ở đâu chưa? Dạ, đi khám bệnh ở trên Sài Gòn. Trên Sài Gòn? Trước giờ mẹ đưa con đi Sài Gòn khám bệnh nhiều lần chưa? Dạ, cũng 2-3 lần. 2-3 lần rồi. Con mới khám bệnh về được 2-3 ngày mà đúng không? Dạ. Cả nhà nhìn bé như vậy, cả nhà thấy thương ghê không? Cứ nhìn nó là lúc nào mà rơi nước mắt không? Dạ. Bà nói sao bạn? Để cho cháu mượn cái ghế này, cháu ra cháu ngồi với bà. Trong đây là một cái hoàn cảnh mà phải nói là thực sự rất là đặc biệt luôn cả nhà. Sao bà lại khóc bà? Khóc bởi vì tại vì xem nó là thấy tội lắm. Vì thương cháu của mình đúng không? Cháu thương của mình quá. Bệnh như vậy mà từ nhỏ luôn, mẹ nó đi làm mướn làm thuê. Bà nó đi làm mướn làm thuê, mẹ nó đi làm công ty. Từ nhỏ ở với bà không? Cả con bé gái kìa. Là từ nhỏ tới giờ là bà nuôi. Ở với bà, ba mẹ toàn là đi làm đúng không? Đi làm cho chúng nó ăn, ăn học. Cháu hỏi là thế từ ngày là cái bé này phát bệnh ra là được mấy tháng rồi bà? Đúng là phát vẫn đi chơi bình thường, vẫn ăn uống bình thường. Tự nhiên nói đau bụng. Đau bụng xong là mẹ nó nói là mẹ ơi đi khám giùm cháu cho con đi ngoài Bảo Lộc. Xong là sáng đi khám ở bác sĩ Vũ Chén ở Bảo Lộc đó. Bác sĩ Vũ Chén nói là ơi cháu không đi học nữa, cháu hết học rồi, biến sao hả bác sĩ? Xong rồi cô hỏi như vậy, khối u to bằng quả cam rồi xuống gấp ở thành phố đi. Là được mấy tháng rồi bà? 4 tháng. 4 tháng? 4 tháng. Mới có 4 tháng thôi mà bây giờ là bé đã trở thành như thế này đó, rồi. Nó nhanh lắm. Lúc trước bé có mập mạp không? Bởi sao bây giờ gầy thế? Đúng bình thường giống bố nó. Bố nó cũng gầy như vậy này. Nhưng mà cũng vừa vừa thôi. Còn như này là gầy quá đúng không? Bé gầy quá, con có còn sưng với giả thôi. Trời ơi. Ba con đâu rồi? Nhà lao động đi làm. Ba đi làm à? Thế mẹ con đâu rồi? Mẹ con đi làm giấy chuyển tuyến. Giấy chuyển tuyến? À, là để đưa lên trên Sài Gòn hay là sao con? Để đưa trên Sài Gòn nộp cho bác sĩ ạ. Nộp cho bác sĩ? Bé nói chuyện nghe thấy cả nhà thấy thương không? Bé là mới nhập viện Sài Gòn về mà đúng không bà? Thế sao lại phải làm giấy chuyển tuyến nữa là cháu không bà hiểu? Bà hết 5 năm cũ thì người ta không nhận nữa. À. Người ta lấy cái giấy tờ đó là năm mới nữa. À, phải là phải chuyển tuyến với lại lại lên khám tiếp. Mới khám tiếp. Ồ.
lúc nào đi là cứ đi vay đi mượn tiền họ không. Mà bé tên là Phú à? Bé này. Nè. Vâng. Dòng. À. Bây giờ trong người của con cảm thấy thế nào Dòng? Giờ bỏ. Con mệt à? Kìa chú nghe bà với cả mẹ nói là suốt 4 tháng qua là con nằm viện nhiều hơn ở nhà đúng không? Làm suốt luôn. Cứ về nhà vài ngày là lại đi. Có một ngày đi luôn. Bữa trước gói trao trọng mà không kịp đi, nó đi rồi. Lên suốt. Mà hoàng xóm mà làng này đi thăm nó. Vô ấm nó phát suốt luôn, đi luôn. Đấy không có ai cho dù cho ràng, cho bảo sợ không ở được. Nó nhớ nhà lắm, nó không chịu đi, nó nhớ nhà. Nhớ bà, nhớ ông ở nhà. Bà, thế là bây giờ là tình hình là bây giờ cái bệnh tình của bé là bây giờ là như vậy thì cái phương thức điều trị như thế nào, bác sĩ họ nói như thế nào hay là gia đình mình tính như thế nào hả bác? Bác sĩ nói là chữa trị phải chữa cái bên này là chữa lâu dài. Phải lâu dài. Phải lâu dài. Không phải là chữa là mai mốt là hết, không có. Từ 6 tháng là đến 5 năm. Là nên nếu mà khỏi thì nó mới khỏi đúng không? Nếu khỏi là khỏi, nếu không khỏi thì cứ chờ bề trên thôi. Số phận nó. Hôm qua bà nói với cháu là hai vợ chồng với cả ba mẹ của bé với cả bà vay mượn 60 triệu để chữa bệnh cho bé đúng không? Nó đem cháu này đem trước. Cứ hai thân già ông già này đi mượn hoàng xóm mượn xong gửi cho nó. Tổng cộng là hết 60 triệu từ cái ngày mới có 4 tháng thôi. Công việc của ba mẹ bé là làm gì bà? Mẹ bé này hả? Mà công việc nó nếu mà chưa có bệnh cu này là làm công ty. Vâng. Công ty may đủ, may áo, may quần ở Ba Lộc. Còn bố này là người ta kêu làm cái gì thì làm, là phát cỏ thì phát cỏ, làm đi thuê bốc vác thì đi bốc vác. Bất cứ cái gì người ta kêu làm thì đi làm hết. Thì làm để sống hàng ngày cho con cái, hai suốt, đứa con. Vâng. Suốt 4 tháng qua là bé nằm ở trên Sài Gòn. Thế thì ai ở trên đấy cùng bé à? Mẹ nó. Mẹ. Bố nó ở làm mướn. Bố ở nhà thì đi làm để kiếm tiền để gửi lên. Ở mệt quá, một mình mẹ nó ở mệt thì nó gọi bố này đi phủ. Tại vì lúc mà vô hóa chất thì không ngủ một chỗ nào, cứ trông nom nó. Tội nghiệp bé ghê. Bệnh viện nói nếu mà may mắn khỏi thì phải từ 6 tháng đến 5 năm mới khỏi được. Và từ giờ đến lúc đó là còn một cái hành trình dài. Thành ra là bây giờ là gia đình của mình cũng không có khả năng nữa không để... Không có khả năng. Hay ông già bà già này già rồi sau người ta đi làm mướn làm thuyền làm sau người ta nhận trẻ mà người ta nhận. Mình mượn là hết 60-70 triệu rồi. Giờ mình mượn nữa người ta có cho không? Chắc người ta không cho nữa. Tại vì không có tiền trả. Thu cà phê mẹ cho lúc đó có 2-3 tạ trả hết xong rồi mà chưa được phân nữa. Khổ, mẹ nó khổ lắm. Nuôi nó từ nhỏ cũng khổ, mà đến nó đẻ con cũng khổ. Khổ là nhất là khổ cô này, khổ nhất. Cô nuôi mẹ từ nhỏ đến lớn, xong rồi mẹ bé đẻ ra bé là cô cũng nuôi lại bé khổ tới giờ nữa. Này. Nuôi cả hai đứa cháu nữa. Cả cái thân này bình tật cũng không có tiền đi khám. À, hôm qua bà nói là bà còn nuôi thêm một đứa cháu nữa là em của bé này. Mấy tuổi bà? 3 tuổi rưỡi. Là hàng ngày là ba mẹ bé đi là bà ở nhà bà trông luôn. Đi chỗ nào cũng mang theo đi. Đi vào vườn cà phê các thứ là bà vườn, mang theo hết luôn. Bà cứ là vân vân đi chỗ nào cũng mang nó đi. Dạ. Ồ, thấy bà tội nghiệp.
Bà là bà cũng đang làm vườn cà phê của bà mà đúng không? Làm có vườn nhiều, vườn ít, vườn có 3-4 sào cho nó hay cho mẹ con này 2 sào. Chú hỏi Dòng nha. Bây giờ là con bị bệnh như vậy thì trong cái suy nghĩ của con như thế nào, hay là con có cái điều ước gì không, con nói cho chú Trọng nghe xem nào. Con ước được khỏi bệnh và được đi học như bao bạn bè khác ạ. Con ước là được khỏi bệnh và được đi học như bao bạn bè khác đúng không? Dạ. Con nằm viện nhiều như vậy thì con có nhớ bạn bè không? Có. Có nhớ bà không? Có. Mà bây giờ là mẹ đang đi làm cái giấy để chuyển bệnh viện cho con đúng không? Thế là khi nào con lại lên trên bệnh viện nữa? Ngày 23. Trời ơi, nghe bé nói mà thương không cả nhà. Cố gắng lên con nhá. Nhìn bé như vậy thì cháu cũng thấy rất là tội bà. Bây giờ thế này này bà, thì ngày hôm nay thì cháu cũng tới thăm gia đình của bà rồi. Thì bây giờ là cháu cũng sẽ trao cho gia đình của bà một món quà của Mạnh Thường Quân ở bên cháu, để bà phụ vô phần nào để bà lo cho bé nhá. Vâng. Dạ, bên cháu thì cũng không có nhiều nhưng mà nó sẽ có góp được phần nào để bà lo cho bé. Dạ. Thì ngày hôm nay Trọng lên Trọng thăm gia đình của bé Dòng. Thì bé bị 3 căn bệnh chính, đó là căn bệnh ung thư. Thì cả nhà biết là bé bị ung thư rồi mới bị rụng hết tóc này cả nhà, với cả bị nhiễm trùng máu, với cả bị khối u bằng quang. Thì bây giờ là Trọng sẽ trao một cái phần tiền của Mạnh Thường Quân ở bên Trọng để phụ cho gia đình, để gia đình điều trị bệnh cho bé. Thì bây giờ ở trên tay của Trọng đây là số tiền 4 triệu. Số tiền này là của một Mạnh Thường Quân ở bên Trọng tên là gia đình chị Thủy ở Úc. Thì gia đình chị Thủy ở Úc trước đây đã đồng hành cùng với Trọng trong rất là nhiều video và cũng giúp đỡ cho rất là nhiều hoàn cảnh rồi. Thì với hoàn cảnh này thì Trọng xin trích 4 triệu của gia đình chị Thủy ở Úc ra để trao cho hoàn cảnh này. Thì bây giờ là cháu trao cho bà nhé bà nhé. Vậy thì cảm ơn nhiều cháu Trọng với là Mạnh Thắng Quân đã giúp cho cháu của tôi có tiền đi chữa bệnh. Rất là cảm ơn nhiều. Cháu lại với lại Mạnh Thường Quân là cảm ơn nhiều nhất. Dạ. Để có tiền cho cháu sau này đi lại thành phố. Vâng. Cảm ơn nhiều. Vâng. Thì cháu cũng chúc cho cháu của bà mau khỏe bệnh nhá. Ừ. Thì số tiền này bà cứ, cháu biết rằng là cái hành trình mà để chữa bệnh cho cháu của bà nó chắc nó sẽ rất là nhiều tiền. Ừ. Nhưng mà mình đỡ được phần nào mình hay phần đấy đấy bà. Thì tại vì hoàn cảnh gia đình ngày hôm nay Trọng lên đây Trọng thăm thì Trọng thấy thực tế cũng rất là khó khăn, nên là Trọng cũng muốn là khán giả xem video này, nếu mà gia đình mà khán giả mà thương thì có thể giúp đỡ cho gia đình hoàn cảnh này. Thì những khán giả nào ở Lâm Đồng thì có thể lại trực tiếp cái địa chỉ của gia đình để giúp đỡ cho gia đình. Thì bây giờ là cháu nhờ bà đọc lên cái địa chỉ nhà của mình để cho khán giả ở bên cháu biết cái địa chỉ nhà của mình với bà. Bà ở thôn mấy bà? Thôn 5 B. Số nhà bao nhiêu? Số nhà 191. Số nhà 191, thôn 5B, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Thì đây là địa chỉ nhà của hai bà cháu. Thì khán giả xem video thì nếu mà khán giả thấy thương hoàn cảnh này thì Trọng cũng mong khán giả sẽ lại trực tiếp thăm và giúp đỡ cho gia đình. Thì cháu chúc cháu của bà mau khỏe bệnh nhá. Dạ. Vâng. Bà cũng cảm ơn rất nhiều cháu Trọng. Yeah. Đã đi xem cháu của tôi này là, yeah, là ơn. Vâng. Nghĩ biết bao nhiêu là, yeah, tiền đây là để cho nó đi, yeah, lại ngày 23, yeah, này biết đâu 23 thì còn có 1-2 ngày nữa thôi. Ừ. Sắp tới rồi đúng không? Ừ. Chú chúc con mau khỏi bệnh nha Dòng nhá. Con cố lên nhá. Đó sẽ ơn ngài. Con cảm ơn chú Trọng nha. Yeah. Chúc chú Trọng sức có nhiều sức khỏe. Ừ. Chú cũng chúc con mau khỏe bệnh nha. Dạ. Cố gắng vượt qua bệnh tật rồi để con về với gia đình rồi còn đi học nữa nha. Dạ. Ừ. Bây giờ bà dắt cháu đi cho tham quan cái nhà của bà nhé. Ừ. Bà cho bé nghỉ ngơi đi bà. Ừ. Bé ngồi bé mệt thì cho bé nằm nghỉ đi. Ơi à? Nhìn bé rất là gầy luôn này cả nhà ơi. Về nhà này bé ăn cơm hay là uống sữa bà? Ăn có lúc ăn cháo, có lúc ăn cơm. Ừ. Sữa thì không uống được.
Nhà này của con bà làm lâu chưa? Nhà này nó làm lấy tiền công ty làm 2-3 tháng trước này, mua đỡ cái tôn này. À, cái chén bát này là họ hàng chỗ một người mấy cái người họ chỗ này. Cái này chắc nóng lắm mà nhỉ? Nóng. Chỗ ngồi chỗ nhìn thấy nó rất là nóng luôn. Tôi thì lạnh, tôi con bé này. Tôi nói là mẹ bà ơi, cho nhà bà ngủ đi, nhà này ngủ lạnh lắm này vậy. Còn một đứa cháu 3 tuổi bà nuôi đâu rồi? Con ở dưới kìa. Nó không ở với mẹ, ở với bà không. Này cũng với ôm đảo này với mẹ ở với mẹ, nếu không là ở với bà không á. Đây là cái nhà này, Kiệt quay cái nhà cho cả nhà xem này. Đây là một cái ngôi nhà tạm. Hai vợ chồng con của bà này có nương có rẫy không? Có 26 thôi. 26 ở xa hay ở gần? Xa. Ngoài ở Hòa Bắc kìa. 26 thì mình trồng cà phê thì nó cũng không ăn thua nhỉ? Không ăn thua. Chỉ có đi làm thuê đi thôi. Đi làm mương làm thuê thôi. Vâng. Rồi. Thì ngày hôm nay cháu lên đây cháu thăm thì cháu cũng biết hoàn cảnh gia đình của mình rồi. Thì để cháu sẽ chia sẻ cái video này lên thì cũng mong là khán giả sẽ giúp đỡ cho gia đình của bà. Cảm ơn nhiều. Cháu chúc bà có nhiều sức khỏe nhá. Chúc cho cháu của bà cũng mau khỏi bệnh. Thì ngày hôm nay là cháu cũng chia sẻ lên cho tất cả khán giả biết một cái hoàn cảnh phải nói là thực sự rất là đáng thương luôn. Cái bé trai 9 tuổi mà bé không may lại bị ba cái căn bệnh quái ác, căn bệnh ung thư với cả nhiễm trùng máu với cả khối u ở trong bằng người quang. Khối u bằng quang thì bé mới có 9 tuổi thôi, tương lai thì còn đang rất là rộng ở phía trước mà bây giờ bé lại bị như vậy. Cháu cũng mong là khán giả sẽ đón nhận cho hoàn cảnh này. Một lần nữa thì Trọng xin nhắc lại là hiện tại bây giờ là anh em của Trọng đang hoạt động tại khu vực Tây Nguyên, cụ thể là tỉnh Lâm Đồng và những cái tỉnh mà lân cận của tỉnh Lâm Đồng. Thì ở trên khu vực trên, những khán giả xem video biết được ở những nơi nào có những cái hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ như kiểu ốm đau bệnh tật về chuyện gia đình thì có thể liên hệ cho số điện thoại của Trọng là 0345 099 088 thì Trọng sẽ lên trực tiếp Trọng thăm. Nếu mà Trọng xác minh đúng là sự thật thì Trọng với cả các mạnh thường quân sẽ lên kế hoạch và giúp đỡ. Thì khán giả xem video nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho Trọng nhé. Một lần nữa thì Trọng xin chân thành cảm ơn. Cháu chào bà nhé. Chào cháu. Chúc bà nhiều sức khỏe. Chúc cho cháu của bà là mau khỏi bệnh. Vâng. Mong là như vậy. Vâng. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hàng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100% là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.